ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអមឡេតខ្ញុំមាន 2 slice of bologna 2 small carrot half of onion half of jalapeno 3 eggs and a small bowl of cheese grated cheese pepper and salt ចា ហើយនៅក៏ជាចំណិតតូចតូចដូចនេះបងប្អូនដែលមិនចង់ហូតស្ប៉ៃស៊ីបងអាចយកគ្រាប់ចេញប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តស្ប៉ៃស៊ីបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទាំងគ្រាប់ bông tía nông chàm bầu muối bay bìa sắt bạn tích trong sập ria tích ba này hay tên tích mà đấy đã từ ngoài chùm hiếm hay cắt một lô mà đi chia chùm tội tội đôi khía ແລະគ្រឿងផ្សំយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចអស់ហើយអញ្ចឹងមើលការមកមើលការចំអិនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅរួចហើយខ្ញុំនឹងដាក់ខ្លាញ់ចូលបងប្អូនចង់ប្រើប៊ឺរក៏តែបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំប្រើប្រេងឆា đạm bơ tích mà chắc
Melek macet. Thêm nâng khúc bùi cho hô to tay bần lái cho ăn sọc. Lấy dân khinh thả bật lại được bao nhiêu bàn chân nó hái thì nhận đặt bật đầu nó chấu lớp hai chỉ pi mình được cài máu sạch hay năng bẩn lại là bao nhiêu bạn chân lọ ở hái chân nhận đã tới mình tê với đã đặt con cha mùi bạn tôi bị tê bạn lại đang sạch từ con trai mới hái nhắm đã khánh bạn thay tít tiết cho tôi nóng té chạm công ty chờ
lớp bông tia rồi bao dương chật chân nở bạc hàng cào ở hái nhưng tục vì dạp về mà mình lật tia đầm bay nung prai cả lá tơ mà chấm hiền tiệt lời nít nhâm nâng prai bông tía tơ mùi chầm hiền tiết đã sạch nâng bằng lại để dừng phở hai ní đã bị lơ bằng tía hai rồi chí lời ní ông là được bò dướng mắn chân bụi rô là hài dạ nắng đặt chi bị lỡ chá thì ngọt nè chấm riệp xúa rồi lấy ông đã đập bò dưới cọ bàn chân ruột ọt đá tao mà nhâm thì ngọt nè ọt cún sản phẩm cà tam đan nữ Tesna video đồ bọn nhìn nhóm sau mấy ta chạy like hay nâng subscribe ôi nhóm mùi phong ná xong ổ cún xong chùm riệp lìa